Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại Thu Anh đang có mặt tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây được xem là thủ phủ công nghiệp với hệ thống hạ tầng giao thông đang được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Chính vì vậy mà thị trường bất động sản của thành phố Dĩ An cũng đang rất phát triển với sự góp mặt của nhiều nhà đầu tư lớn nhỏ với các dự án cùng đa dạng loại hình. Ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng Thu Anh đi tìm hiểu những dự án chung cư đang được triển khai tại thành phố Dĩ An nhé. Green Tower là phân khu cao tầng nằm trong tổng thể khu đô thị Green Square, có tổng diện tích 45 hectare. Dự án có lợi thế nằm trên mặt tiền đường 1K thuộc địa phận phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Green Tower được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,3 hectare, gồm 4 block căn hộ cao 32 đến 40 tầng, với đa dạng loại hình căn hộ. Tại đây được giới thiệu sẽ sở hữu các tiện ích như hồ bơi, công viên trung tâm, sân vườn, sân thể thao đa năng, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu ẩm thực. Theo ghi nhận, Green Tower đang trong quá trình xây dựng với giá bán rơi vào khoảng từ 50 đến 55 triệu một mét vuông. Cafe Lane đã có những đánh giá chi tiết về ưu nhược điểm của dự án này. Để tìm hiểu sâu hơn, mời quý khán giả hãy nhấp vào đường dẫn ở góc phải phía trên màn hình video nhé. Phú Đông Sky One có quy mô hơn 5.600 m2 với hai tòa tháp cao 30 tầng gồm 4 tầng thương mại dịch vụ, tiện ích và 26 tầng căn hộ. Dự án có 780 sản phẩm căn hộ với các loại hình như căn Ben Studio, căn 1 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ. Phú Đông Sky One được giới thiệu sở hữu các tiện ích như hồ bơi, nhà trẻ, phòng gym, yoga, khu vui chơi trẻ em. Ngoài ra, dự án cũng tạo điểm nhấn nhờ việc ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý. Dự án có quy mô khá khiêm tốn, mật độ xây dựng tại đây cũng khá cao, lên đến hơn 50% nên không có nhiều không gian, khuôn viên cho người dân hoạt động. Phần lớn tiện ích đều nằm ở tầng 4 nên có nhiều bất tiện, bí bách. Ngoài ra, khu đất xây dựng dự án có bề ngang khá hẹp và chỉ có một hướng ra vào nên có thể sẽ gây ùn tắc vào giờ cao điểm. Về vị trí, dự án căn hộ Phú Đông Sky One tọa lạc tại nút giao ngã ba giữa đường liên tỉnh DT743C với đường Vũng Thiện, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án cách ngã tư Chiêu Liên vài phút di chuyển và thuận tiện kết nối với các tuyến đường huyết mạch của Dĩ An như đường liên tỉnh DT743, DT743B, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Ngoài ra, Phú Đông Sky One cũng kề cận với các khu công nghiệp trọng điểm của khu vực. Tuy nhiên, vị trí của Phú Đông Sky One cũng có một số nhược điểm như nằm gần các khu công nghiệp nên dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi, tiếng ồn, môi trường sống cũng phần nào bị tác động. Thêm vào đó, dự án nằm gần các tuyến đường lớn nên thường xuyên có các xe trọng tải nặng lưu thông với mật độ cao, gây lo ngại về vấn đề an toàn giao thông đối với cư dân tại dự án. Ngoài ra, Phú Đông Sky One cũng nằm cách khá xa trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Đức hay thành phố Hồ Chí Minh. Phú Đông Sky One được khởi công xây dựng vào tháng 12/2023 và đang trong quá trình xây dựng phần móng cột. Giá bán dự kiến của các sản phẩm tại đây rơi vào khoảng từ 1,4 đến 1,8 tỷ trên căn một phòng ngủ, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, duplex và từ 2,2 đến 2,5 tỷ một căn, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh tùy vào vị trí và diện tích. Charm Diamond là tòa tháp căn hộ cuối cùng cũng là tòa được định vị cao cấp nhất trong dự án khu phức hợp căn hộ Charm City rộng 5,2 hectare. Chính vì vậy, Charm Diamond được thừa hưởng các tiện ích của toàn khu phức hợp. Ngoài ra, dự án còn được giới thiệu sẽ tích hợp các tiện ích như hồ bơi điện phân muối trên không, spa, chim chuban, khu vui chơi trẻ em, vườn trên không. Charm Diamond được xây dựng cao 35 tầng, 2 tầng hầm, bao gồm 547 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ và căn hộ studio. Các tiện ích được bố trí ở tầng 4 và tầng mái của tòa tháp. Vị trí của dự án nằm tại ngã tư 550 thuộc khu phố Thống Nhất, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây là giao điểm giữa hai tuyến đường quốc lộ 550 và DT743, nên từ đây có thể dễ dàng di chuyển ra các khu vực lân cận. Charm Diamond nằm liền kề nhiều khu công nghiệp lớn và các tuyến đường trọng điểm dẫn đến nhiều khu vực trong thành phố. Đây vừa là điểm mạnh nhưng cũng trở thành hạn chế khá lớn.
khi khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông do mật độ lưu thông lớn, nhiều xe trọng tải nặng lưu thông. Ngã tư 550 trước mặt dự án cũng được ví như ngã tư tử thần, do tại đây xảy ra khá nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây lo ngại về vấn đề an toàn giao thông cho cư dân. Tương tự như Phú Đông Skyway, Tram Diamond cũng nằm liền kề nhiều khu công nghiệp lớn, nên môi trường sống ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, pháp lý dự án cũng từng dính một số lùm xùm liên quan đến việc bán căn hộ khi chưa có giấy phép xây dựng. Tên dự án Tram City chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thêm vào đó, theo phản ánh của cư dân tại hai phân khu đã hoàn thiện của Tram City, thì tại đây có tình trạng chủ đầu tư lấy phần diện tích công cộng dành cho cư dân để bán, cho thuê. Tình hình kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn DCT Partners Việt Nam, chủ đầu tư của dự án cũng không mấy khả quan khi đang gánh khối nợ khổng lồ lên đến hàng ngàn tỷ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, 2 năm trước, dự án Tram Diamond được quảng cáo là đã gần như hết hàng trong ngày công bố. Tuy nhiên mới đây, dự án lại vừa được chủ đầu tư khởi động lại sau thời gian im ắng với giá bán đã nhỉnh hơn so với thời điểm trước đây, rơi vào khoảng từ 37 triệu trên 1 mét vuông, chưa bao gồm thuế. Với những lùm xùm đã diễn ra tại Tram Diamond và Tram City, nhiều nhà đầu tư cũng lo ngại khi xuống tiền đầu tư tại dự án. Còn quý khán giả, nhận định như thế nào về dự án này? Hãy chia sẻ với Cà Phê Lên bằng cách comment vào phía dưới video này. Và cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu các dự án căn hộ đang được triển khai tại thành phố Dĩ An nhé! Beacons Polaris là dự án đang triển khai của chủ đầu tư Beacons tại thị trường Dĩ An. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Với quy mô khá khiêm tốn, diện tích 3.820 m², bao gồm một tòa tháp cao 26 tầng nổi, 2 tầng hầm, với 522 sản phẩm căn hộ diện tích từ 41 đến 61 m². Theo thông tin, mức giá bán các sản phẩm tại Beacons Polaris là khoảng 39 triệu 1 m². Cà Phê Lên đã có video đánh giá chi tiết về Beacons Polaris. Để tìm hiểu sâu hơn, mời quý khán giả hãy nhấp vào đường dẫn ở góc phải phía trên màn hình video nhé. Nằm cách Beacon Polaris không xa chính là dự án PCT Sky Park với quy mô hơn 10.600 m², tọa lạc tại số 15/9, khu phố Bình Đường 2Y, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án có 3 block cao 21 đến 40 tầng, dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 1.568 sản phẩm, gồm căn hộ, office, shophouse. Về giá bán, môi giới cho biết sau khi trừ chiết khấu, chính sách hỗ trợ mức giá chỉ còn khoảng 36 đến 39 triệu đồng trên 1 mét vuông. Không có chiết khấu, hỗ trợ thì giá bán của dự án từ 40 đến 45 triệu đồng 1 mét vuông. Liệu với mức giá này, PCT Skybuck có đáng để đầu tư? Ngoài ra, dự án còn có những ưu nhược điểm gì? Quý khán giả có thể đi tìm câu trả lời trong video đánh giá chi tiết dự án PCT Skybuck mà đội ngũ Cà Phê Lên đã thực hiện bằng cách nhấn vào đường dẫn ở góc phải phía trên màn hình video nhé. Vừa rồi, Cà Phê Lên đã vừa tổng hợp các dự án nổi bật đang triển khai tại khu vực Dĩ An, Bình Dương. Theo quý khán giả, dự án nào đáng để xuống tiền, còn những sản phẩm nào thì không nên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.